Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 24 giờ mới nhất. Kính thưa quý vị, bão Helen đã đi vào vịnh Mexico và được dự báo sẽ mạnh lên cấp 4 khi đổ bộ vào bang Florida của Mỹ vào tối 26 tháng 9 giờ địa phương. CNN ngày 26 tháng 9 dẫn thông báo của Trung tâm Bão Quốc gia NSC cho biết. Cụ thể, theo thang đo bão Saffir-Simpson của Mỹ, bão cấp 4 có sức gió từ 209 đến 251 km/h, có khả năng gây ra thiệt hại thảm khốc. NSC dự báo sóng cồn có thể dâng cao 6 mét dọc theo một số vùng ven biển. Bão Helen có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Mỹ trong hơn một năm. Không chỉ đi vào Florida, cơn bão sẽ quét qua hàng loạt những tiểu bang ở vùng đông bắc nước Mỹ. Lệnh sơ tán bắt buộc đã được ban bố trên phần lớn lãnh thổ bang và gần như toàn bộ bang đang trong tình trạng báo động khi cơn bão đe dọa gây mưa lớn, gây ngập lụt, gió mạnh và sóng dữ, đe dọa gây thiệt hại về người và của. Hàng loạt những trường học đã thông báo đóng cửa và sơ tán, trong khi một số sân bay cũng tạm ngừng hoạt động. Hơn 600 chuyến bay đã bị hủy trong ngày 25 tháng 9. Lãnh đạo hai tiểu bang Georgia và Bắc Carolina cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp trước bão Helen, nâng tổng số tiểu bang tại Mỹ làm điều này lên con số 5. Cơn bão đã gây ảnh hưởng lên nhiều vùng tại bán đảo Yucatan của Mexico và Cuba trong ngày 25 tháng 9. Mưa lớn gây ngập nhiều phương tiện tại bang Quintana Roo của Mexico. Trong khi sóng dữ đánh mạnh vào bờ biển, nhiều tàu thuyền bị hư hại, bão Helen còn gây thiệt hại cho mạng lưới điện, khiến hơn 50.000 người tại tỉnh Pina del Rio, miền Tây Cuba bị mất điện. Bão số 9 Helen có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Mỹ trong hơn một năm qua. Bão Helen dự báo mạnh lên chuyển mình thành cơn bão quái vật khổng lồ, lan rộng khi di chuyển về phía Bắc. Cơn bão không chỉ tấn công Florida mà còn cả phần lớn vùng đông nam nước Mỹ. Trước tình trạng này, Tổng thống Mỹ Biden ngày 24 tháng 9 ban bố tình trạng khẩn cấp tại Florida khi bão nhiệt đới Helen sắp đổ bộ tiểu bang này. Tổng thống Mỹ ra lệnh hỗ trợ liên bang để bổ sung cho các phản ứng của tiểu bang và địa phương. Động thái này cho phép Bộ An ninh Nội địa Mỹ và Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang FEMA phối hợp mọi nỗ lực cứu trợ thiên tai để giảm bớt khó khăn và thiệt hại. Theo The Guardian dẫn thông báo của các quan chức thời tiết Mỹ, thông báo vào ngày 24 tháng 9, bão Helen đã phát triển trên vùng biển Caribe và dự báo sẽ mạnh lên ở vịnh Mexico vào ngày 25 tháng 9. Các chuyên gia cảnh báo bão Helen có thể trở thành bão cấp 3, thậm chí là cấp 4 và tấn công vào vùng biển Florida vào ngày 26 tháng 9. Vào hôm 23 tháng 9, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 41 quận, sau đó mở rộng thêm 20 quận nữa, nâng tổng số quận phải ban bố tình trạng khẩn cấp lên 61. Để chuẩn bị ứng phó với cơn bão Helen đang tiến tới. Theo cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của Florida, tại một số khu vực lệnh sơ tán bắt buộc đã được ban hành. Một số quận khác có lệnh sơ tán tự nguyện. Trung tâm bão quốc gia Mỹ NSC cảnh báo về gió mạnh xâm nhập vào đất liền ở một số vùng đông nam Mỹ, đồng thời có khả năng gây ra lũ quét và lũ lụt đô thị sau khi bão Helen đổ bộ. Cơ quan thời tiết quốc gia tại Tallahassee, Florida, Mỹ kêu gọi người dân nghiêm túc xem xét khả năng phải sơ cứu. Ngoài Mỹ, các quan chức ở quần đảo Cayman thuộc lãnh thổ hải ngoại của Anh cũng đã ra lệnh đóng cửa trường học và sân bay khi các nhà dự báo thời tiết cảnh báo bão Helen sẽ gây ra gió mạnh, mưa lớn và sóng cao tới 3 mét. Ngày 25 tháng 9, Phó Giám đốc Trung tâm Bão Quốc gia NSC Mỹ Jamie Rome cho biết là bão Helen có thể mạnh lên cấp 4 trong thang bão 5 cấp, với sức gió có thể lên đến 251 km/h. Theo dự báo của NSC, khu vực chịu ảnh hưởng của gió bão có thể trải dài khoảng 290 km từ bán đảo Florida đến phía nam bang Georgia. Các thành phố ven biển nơi bão đổ bộ có thể đối mặt với tình trạng sóng lớn và nước biển dâng cao. Và ngoài ra thì bão Helen còn được dự báo là gây mưa lớn với lượng mưa có thể lên đến 381 mm, kéo theo tình trạng lũ lụt ở nhiều khu vực. Bên cạnh đó, NSC cũng khuyến nghị người dân sinh sống tại bang Florida, trong đó có gần vịnh Tampa, cần tiến hành các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ tính mạng, tài sản và tuân thủ quy trình sơ tán. Ngoài ra, nhà chức trách còn ban hành cảnh báo bão đối với hơn 40 triệu người tại bang Florida, Georgia và Alabama cùng nguy cơ mất điện trong vòng một tuần. Các hạt dọc bờ biển vịnh Florida gồm có Sarasota và Charlotte đã ban hành các lệnh sơ tán người dân. Hàng chục hạt khác trong đó có Hillsborough và Pinellas cũng thông báo đóng cửa trường học. Đại học Florida dự kiến sẽ cho sinh viên trở lại học từ ngày 27 tháng 9.
Bên cạnh đó, sân bay quốc tế Tampa tại Florida bắt đầu tạm dừng hoạt động từ 2 giờ sáng 26 tháng 9 giờ địa phương. Một số sân bay khác gần đó như là Peter O'Neill Tampa Executive và Plant City cũng đã đóng cửa cùng ngày. Chính quyền hạt Pinellas, bang Florida đã ra lệnh sơ tán các cơ sở chăm sóc sức khỏe gần bờ biển như bệnh viện, viện dưỡng lão. Người dân cũng đang tích trữ nhu yếu phẩm cần thiết, di chuyển đến nơi an toàn hơn, tránh đường đi của bão Helene. Cơn bão quái vật Helene chuẩn bị đổ bộ vào đất liền bang Florida, Mỹ. Cơn bão gặp một hiện tượng khí quyển hiếm gặp có thể làm thay đổi đáng kể cường độ, đường đi và ảnh hưởng của bão Helene. Theo cảnh báo của Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ NOAA ngày 25 tháng 9 giờ địa phương, bão Helene sẽ di chuyển qua phía đông vịnh Mexico, sau đó băng qua bờ biển Big Bend của Florida. Sức gió mạnh nhất duy trì ở mức 140 km/h và sẽ còn tăng lên. Hiện tại, vịnh Mexico đang ghi nhận nhiệt độ bề mặt nước biển SST cao là 26 độ C. Mức nhiệt ấm này đang trực tiếp khiến cho Helene trở nên mạnh hơn. Trung tâm bão quốc gia Mỹ NSC cũng đã cảnh báo về khả năng tăng cấp nhanh chóng của bão Helene khi di chuyển qua vùng nước ấm này. Theo dự báo, thì cơn bão sẽ đạt cường độ cấp 4, thảm khốc khi đổ bộ vào Florida. Cảnh báo bão đã được đưa ra cho phần lớn khu vực Big Bend dọc theo bờ biển phía tây Florida. Sau khi đổ bộ, cơn bão dự kiến sẽ yếu đi nhưng vẫn gây ra mối đe dọa đáng kể cho khu vực đông nam nước Mỹ. Khi yếu đi thì bão sẽ di chuyển sâu hơn vào đất liền và lên phía bắc. Trong thời gian này, một vùng áp thấp đã tồn tại sẽ bắt đầu có hiệu ứng tương tác với cơn bão đang suy yếu. Khi ấy, hiệu ứng Fujiwara có thể sẽ xuất hiện và đây là một hiện tượng khí tượng trong đó hai luồng áp thấp tương tác với nhau. Khi hai hoặc nhiều luồng áp thấp tiếp cận đủ gần, chúng sẽ xoay quanh nhau gây ra những thay đổi đáng kể về cường độ, đường đi và có thể ảnh hưởng lớn đến thời tiết địa phương. Hai vùng áp thấp có thể xoay quanh một điểm trung tâm ở giữa chúng, tạo ra vùng ảnh hưởng lớn hơn hoặc có thể hợp nhất nếu chúng có đủ gần và tạo thành một cơn bão lớn. Trong trường hợp của bão Helene, một luồng áp thấp gần đó ở phía nam có thể tương tác với Helene khi nó di chuyển về Florida, có khả năng gây ra hiệu ứng Fujiwara. Nếu tương tác với một luồng áp thấp khác trên đường đi, bão có thể đổi hướng, mang theo lượng mưa lớn hơn, dự báo, hoặc là gây ra gió mạnh trên diện rộng. Nếu du khách đang có kế hoạch du lịch Florida hoặc là khu vực lân cận trong những ngày tới, cần chú ý theo dõi chặt chẽ các bản tin thời tiết và tuân thủ hướng dẫn từ chính quyền địa phương, cân nhắc hoãn hoặc là hủy chuyến đi nếu lịch trình trùng với thời gian bão đổ bộ. Nếu trở thành bão cấp 3 thôi là bão Helene đã mạnh hơn cả bão Yagi, cơn bão số 3 ở thời điểm Yagi đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng của nước ta. Và khi đổ bộ Quảng Ninh, Hải Phòng vào đầu giờ chiều mùng 7 tháng 9, bão Yagi đã mạnh cấp 11, 12, 103-133 km/h, giật cấp 13-14, 134-166 km/h. Không chỉ mạnh, bão Helene còn có kích thước lớn hiếm có và khiến các nhà khí tượng quốc gia phải đưa ra cảnh báo bão trên cả một vùng rộng lớn của Đông Nam nước Mỹ, gồm có nhiều bang, chứ không chỉ riêng bang Florida. Một số bang đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Trung tâm bão quốc gia NSC của Mỹ cho biết gió mạnh do bão mở rộng ra đến 345 dặm, 555 km tính từ tâm bão. Vậy đường kính của bão có thể khoảng gần gấp đôi. Ở South Tampa, Florida, dù nhiều tiếng đồng hồ nữa bão mới tiến vào, nhưng người ta đã chụp được ảnh mây đen khổng lồ cuồn cuộn trên bầu trời như trong những bộ phim về thiên tai. Như vậy là phạm vi ảnh hưởng của bão Helene lớn hơn khá nhiều so với bão Yagi. Đường kính lớn nhất của gió mạnh do bão Yagi là khoảng 330 km, theo Viện Tin học Quốc gia NII của Nhật. Chuyên gia về bão Brian Norcross ở kênh Fox Weather nói, một cơn bão mạnh mà lại cực kỳ rộng là sự kết hợp khủng khiếp. Với kích thước của nó, bão Helene được cho là lớn hơn 90% các cơn bão cấp 3 trong dữ liệu. Việc gió mạnh của bão Helene có thể với được rất xa cũng sẽ đưa nhiều nước biển về phía bờ hơn là những cơn bão nhỏ. Và điều này có nghĩa là chiều cường bão, nước biển gần bờ dâng cao do gió của một cơn bão lớn cũng sẽ đi sâu vào trong đất liền hơn. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.